Trong lúc đợi Phước á, thì Sơn chia sẻ một chút, đó là trong thời gian này á, hôm bữa Sơn có một cái lời hứa với các bạn, đó là Sơn sẽ tạo ra một cái chương trình, đó là hướng dẫn cho các bạn cái bí quyết để làm sao đó các bạn có thể kiếm được cái từ số 0 lên được 10.000 đô la thu nhập đó. Và đây á, sẽ là một cái bộ giáo trình, một cái series, một cái bộ video rất là đầy đủ và chi tiết. Hôm bữa Sơn mới quay được một video rồi khoảng 30 phút nhưng mà Sơn chưa sửa cái video này, bởi vì nó sẽ Sơn muốn làm nó thực sự bài bản và nó có rất là nhiều những thông tin đó. Thì nếu như bạn quan tâm về cái bộ video này thì Sơn sẽ hoàn thiện nó, Sơn sẽ gửi tặng cho các bạn. Những người đang xem livestream ở đây, Sơn sẽ gửi tặng cho các bạn cái bộ video đó và các bạn có thể lấy nó ở trong group. Các bạn đã nhớ tham gia vào trong group. Sơn có để lại thông tin ở bên dưới video, thì chút nữa kết thúc cái video này thì các bạn có thể tham gia vào trong group ở đây. Đó. Thì đó là một cái thông tin thêm cho các bạn nhé. Để và cái chương trình này Sơn nó nghĩ rằng Sơn sẽ làm cho nó một cái nội dung rất là bài bản và chi tiết cho các bạn, dành cho những người mới về cái tư duy, cái mindset. Cũng như là những cái dự án nào có thể triển khai được và cái cách làm sao đó chúng ta triển khai được từ con số 0. Đó thì nếu như các bạn quan tâm về cái phần này á, thì các bạn có thể comment. Comment thì sau đó Sơn sẽ gửi tặng cho các bạn ở trong group của chúng ta sau khi mà Sơn đã hoàn thiện nó. Đúng theo lời hứa, nói chung là mình nói được thì mình làm được. Ok, rồi có mặt của Phước ở đây rồi thì xin chào Phước nhá. Đây này, Phước đây rồi. Xin chào Phước. Các bạn đang nhìn thấy Phước Vâng, không chào ạ? anh. Rồi. Không biết là các bạn có nghe thấy tín hiệu của Phước nghe rõ thì các bạn có thể comment nghe rõ là Phước đang nói nhá. Thì Phước đó là Sơn cũng đã có một cái buổi mời Phước trong cái buổi livestream trước trong group của chúng ta. Thì may mắn làm sao đó vừa mới nhắn tin thì Phước đang có mặt ở đây, thì có mời Phước vào trong cái buổi Zoom, thì các bạn có thể là comment xin chào Phước. Đó, và Phước có thể là một chút nào đó Phước giới thiệu lại về bản thân của mình cũng như là cái kinh nghiệm của mình về trong quá trình mà mình làm affiliate marketing được không Phước? Sau đó chút nữa chúng ta có một cái phần nào đó trả lời cái câu hỏi cho các bạn. Ok, xin mời Phước. Vâng. Rồi, thì đầu tiên thì xin chào anh Sơn cùng toàn thể anh em đang tham gia buổi livestream nhé. Đó, thì trước tiên thì em cũng muốn cảm ơn anh Sơn trước. Đó, anh Sơn là người anh vô cùng tuyệt vời đó. Thì chia sẻ với mọi người là Phước ấy, Phước thì cũng quen anh Sơn được khoảng gần một năm rồi. Em mới gặp anh Sơn đúng một lần thôi. Tuy nhiên thì khi anh em gặp nhau thì cũng vô cùng ấn tượng đó. Khi gặp nhau anh em cũng chỉ chơi với nhau và làm quen với nhau thôi, nhưng mà khi làm việc sâu với nhau hơn trong mạng affiliate ấy, thì Phước cảm thấy là anh Sơn cũng là một người thầy tuyệt vời, tại vì anh Sơn có những kiến thức rất tổng quan và anh ấy mạnh về tư duy, thì mình rất là mong muốn là được làm việc cùng anh Sơn, học tập với anh Sơn và cùng kết nối để tạo mối hệ với anh Sơn ạ. Thì cũng vô cùng cảm ơn anh Sơn, tại vì từ khi quen anh Sơn cũng đã thay đổi rất nhiều về cuộc sống này, về làm việc, cách làm việc này, hay là về tư duy của Phước thay đổi rất là nhiều. Đó, thì em cũng vô cùng cảm ơn Sơn nhé. Ok, cảm ơn Ngoài ra thì Phước. Phước cũng chia sẻ với mọi người một chút về bản thân đấy. Thì Phước thì tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Phước. Hiện tại thì mình sinh năm 95. Đó, và cũng một vợ hai con như anh Sơn chia sẻ. Thì có nhiều người bảo mình là lấy vợ khá là sớm. Tuy nhiên thì như quan điểm của Phước thì Phước thấy là lấy vợ sớm hay không là do mình thôi. Nếu anh em có tài chính, có kinh nghiệm, có kỹ năng cuộc sống, thì lưu ý anh em lấy vợ thoải mái luôn. Anh em có những bước đệm để mình phát triển sau này, xong giúp cho mình, giúp bản thân này, giúp cho con cái này, giúp cho gia đình phát triển được, thì anh em cứ nên lấy vợ. Đó. Còn á, khi mà Phước làm việc ở đây, khi Phước là affiliate, giống như các bạn đang làm affiliate ở đây, thì tôi sẽ là khi em làm ở affiliate thì em cần phải trang bị mình những kỹ năng về marketing đó, về PR bản thân này, vì về bán hàng này, có những kỹ năng quan trọng để em có thể khởi nghiệp và có thể làm việc lâu dài được đó, đúng không ạ? Trước tiên khi em làm em cần phải hành động hết mình đó. Ngoài ra thu nhập của em cũng sẽ tăng lên cho các nhân khi em học nhiều và anh em cái kỹ năng em nâng cao hơn. Ngoài ra ngoài những kỹ năng em học được thì anh em cần phải trang bị cho mình những gọi là những cái gọi khi em học được em cần phải trang bị thêm mình một kiến thức nền tảng vững chắc để em phát triển được đó. Hơn nữa cũng giống như Trọng chia sẻ là em nên tìm mình một người thầy đó, một người follow theo thì vì sao ạ? Tại vì nếu các bạn kết giao một người thành công ấy, các bạn chơi với 5 người thành công thì chắc chắn bạn sẽ là người thứ 6 thành công thời gian đó. Thì đó là những cái chia sẻ của Phước.
để làm sao mà giúp anh em có thêm những cái tầm tầm nhìn xa hơn để anh em có thể có được mục tiêu anh em làm. Tại vì chia sẻ với mọi người là Phước ngày xưa thu nhập cũng khá là kém thôi, khoảng 2 năm trước mình chỉ kiếm được một vài triệu một tháng. Nhưng mà khi mà mình rèn luyện, mình có ý chí quyết tâm, rồi dần thu nhập mình sẽ nâng cao bây giờ. Mình xây được hệ thống marketing, hệ thống Facebook, hệ thống Google này. Sau đó đâu mình phát triển lên và gặp đúng cái cơ hội đó là affiliate, mình biết được nó và mình phát triển nó rất là nhanh. Thì cái thu nhập mình sẽ nhân dần lên, đúng không ạ? Thì khi mà mình mới bắt đầu làm cái affiliate thì chia sẻ với mọi người là lúc đầu mình chỉ kiếm được khoảng 5-10 triệu một tháng thôi. Sau đó dần dần khi kỹ năng mình tốt rồi, mình có kiến thức nền tảng rồi, thì bắt đầu mình nhân thu nhập rất nhanh, giống như mình xây cái móng chắc, sau đó anh em phát triển lên rất cực kỳ nhanh luôn ạ. Thì lúc đó thu nhập bắt đầu tăng lên 100, 200, 300 triệu. Và giống như chia sẻ thì tháng tháng 1, tháng 2 đó, mình kiếm được khoảng 600. Đấy, mỗi tháng đều thế, thu nhập mình cứ nâng dần lên và nó không bị tụt xuống ạ. Đó là cái quan trọng khi anh em xây dựng mình cái nền tảng tốt vững chắc thì cái thu nhập của anh em cũng không bị giới hạn luôn, đúng không ạ? Ok. Rồi thì cảm ơn anh em nhé, thì đó là những chia sẻ của Phước để giúp mọi người có thêm những động lực thì mình có thể chiến đấu lâu dài với Hay quá, cảm ơn Phước. Thì ạ. may là nhân có dịp là có Phước và Trọng ở đây, thì cho Sơn xin phép được phỏng vấn và đặt một câu hỏi, đó là theo như Phước và Trọng á, thì những cái kỹ năng nào, để chúng ta có thể thành công được với cả lĩnh vực về affiliate marketing dành cho một người mới bắt đầu, thì cái kỹ năng nào? Nếu với một người mới bắt đầu ấy, khi các bạn không biết affiliate là gì ạ, thì trước tiên ấy, chia sẻ của Phước ấy, thì anh em nên học học những người thành công trong mảng này rồi. Đó, giống như anh Sơn là người rất thành công mảng affiliate này trong vài năm rồi. Em hãy học, có thể anh em sẽ học hết các video của anh Sơn. Đó, các video anh Sơn chia sẻ đều rất là chân thành và nó là những cái mà thực tế và đã làm được và đã được chứng minh. Thì em phải xem video đó, em xem có thể một hai lần đi, để video có rất nhiều nhưng quan trọng là khi em xem xong rồi em phải thực hành áp dụng về luôn, thực hành theo những kiến thức đó, nó là những cái rất đơn giản thôi, nhưng nếu cái đơn giản đó em làm đều đặn hàng ngày thì nó sẽ tạo kết quả không ngờ cho anh em luôn, đúng không ạ? Thì thực ra thì Phước cũng thế thôi, ngày xưa mình không biết một mình mới tiếp cận một mảng đó nên mình cần phải tìm hiểu kỹ nó, mình xem những người thành công họ làm nó như nào và họ hỏi kinh nghiệm họ. Sau khi học hỏi xong bắt đầu mình áp dụng và thực hành luôn, gọi là học đi lôi về làm, anh em cần phải làm đầy đủ cái đấy, và sau đó khi anh em làm thì anh cần kiên trì, sự kiên trì, kiên trì sẽ thành công, đúng không ạ? Giống như là có công mài sắt này đi kiếm, anh em cần phải kiên trì thì kết quả sẽ đến với mọi người đâu đó. Nhiều người nhiều em nếu em mới làm em sẽ dễ bị bỏ cuộc, nhưng khi em bỏ cuộc em hãy nghĩ lại cái mục tiêu mình đạt đấy là gì, mình có mục tiêu cho bản thân mình và mình mới nhìn mục tiêu đó mình đi thôi, thì mình sẽ đỡ bị bỏ cuộc hơn, đúng không ạ? Rồi Hay quá, cảm ơn với em hết. Phước. Rồi thì không biết là cùng cái câu hỏi đó thì theo Trọng đi, bây giờ là một người mới đi, và chúng ta có thể làm sao để chúng ta có thể thành công được với affiliate marketing, và chúng ta cần phải chuẩn bị những kỹ năng nào cho mình? Ok, bên bên cạnh đó thì các bạn có thể đặt cái câu hỏi của mình ở bên dưới cái video, chút nữa Sơn sẽ trả lời cho các bạn nhé. Ok, xin mời Trọng được không? Với em một người mới á thì mình nên học mình nên follow theo những người thành công trước, mình nên follow theo những người mà đã làm kết quả rồi, xem họ đang làm theo họ đang làm cách gì để họ đạt được quả như vậy, và mình học theo cách họ làm. Dần dần thì mình sẽ học được những kiến thức những cái bí kíp mà có thể tạo ra kết quả được như vậy, thì mình làm theo mình có thể đạt kết quả như vậy, và mình liên tục mình gia tăng cái kỹ năng bản thân mình lên, cái kỹ năng về marketing này thế nào để mình tìm kiếm được cái khách hàng, tìm kiếm được cái đối tượng tiềm năng của mình, tìm kiếm được cái và xem cái đối tượng tiềm năng mình họ đang ở đâu, và sau đó thì mình sẽ triển khai các kênh marketing, triển khai cái kế hoạch marketing để mình tiếp cận đến họ, và cái đó thì mình gia tăng cái traffic của mình, gia tăng cái traffic của mình và gia tăng tiền của mình, thì nó sẽ tạo ra cho mình cái số lượng web rất là lớn. Dần dần thì mọi người luyện đó, tự nhiên luyện dần dần thì mình sẽ có kỹ năng, và mình sẽ mọi việc mình nó sẽ trở nên đơn giản hơn, thì mình sẽ tăng level dần dần thôi, lúc đó mình sẽ
luyện tập khoảng vài chục vài trăm mét một ngày bình thường.